ở nhà coi, đợi tới lúc đèn đỏ là bà sẽ chào khách. Rất là nắng luôn á cả nhà, bây giờ đang là gần 9 giờ nhưng mà bà ngồi giữa nắng như vậy. Bà ngồi đây sao bà không kiếm chỗ nào nó râm bóng? Không, nghèo phải chịu đựng rồi con. Nghèo quá rồi con gì vậy, nó theo quy vợ. Nó đòi, nó nói sao mà nghèo không chết. Bà uống miếng nước nha. Hả? Bà... thôi bà không uống đâu, để bà về nhà. Về nhà uống hả? Về nhà biết sao uống ra cái rồi cái bụng đá yếu nó mất tiểu hoài. Mất tiểu hả? Bà vậy con... thôi đi con. Con đã đây đi, lát bà đem về nhà bà uống. Dạ đứng rồi vui. Vui. Mình nghèo chứ vui phải không nè. Xin chào cả nhà nha, mình là Funny Hùng đây. Thì sáng nay cả nhà mình đang trên đường mình đi quay á, thì tình cờ mình có gặp một bà lão. Đó, bà đang ngồi sau lưng mình nè. Cả nhà thấy không? Thì bà lão này á, cả nhà thấy có một điểm là bà rất là hay chào những người khách qua đường. Đó. Thì mới đầu mình đi ngang qua bà cũng nở nụ cười, bà chào mình thì mình cũng cười mình chào lại. Nhưng mà mình đi ngang qua rồi á, thì mình thấy ủa tại sao bà lại ngồi ở giữa trời nắng như vậy cả nhà. Mình cũng không biết lý do tại sao mà mình thấy bà cũng nhìn có vẻ tội nghiệp. Cả nhà coi, đợi tới lúc đèn đỏ là bà sẽ chào khách. Rất là nắng luôn á cả nhà, bây giờ đang là gần 9 giờ nhưng mà bà ngồi giữa nắng như vậy. Nè, khi mà có đèn đỏ. Đó, bà sẽ nở nụ cười. Đó, cả nhà thấy bà chào khách không? Thì mình cũng thấy bà ngồi ở ngoài nắng như vậy cũng vất vả, cho nên là mình cũng có mua một chút nước với lại một phần đồ ăn để mình qua mình trò chuyện với bà coi tại sao bà lại ngồi ở đó hả cả nhà. Rồi giờ mình đợi đèn xanh rồi mình đi qua. Nắng đó, bà đội nó rồi đó. Đi. Chào bà. Dạ. Dạ. Bà bán cái gì hả? Không phải, bà này nghèo quá. Bán bánh ít đó. Nó chết rồi. Rồi ngày mai chôn rồi mốt mới bán. Rồi bà nghèo quá, bà đi chinh. Bà kiếm tiền. Dạ. Trước đó là bà đi bán bánh ít hả? Bà bán mấy chục năm rồi. Giờ về thằng đó nó bị lộn máu, nhồi cơ tim, nó chết. Rồi chở về dưới, chở về Bến Tre, Quế Sơn, đầu cầu Quế Sơn. Còn bà ở trước cửa chùa nghèo, bây giờ phải đi xin sống. Bây giờ làm sao có giấy là lãnh tiền nè, mà chưa có lãnh. Lãnh nè, giấy già nè, đó, bà giấy già. Giấy này là giấy nhận tiền lúc mà mình già hả? Trợ cấp đó. Trợ cấp, tiền trợ cấp. Con nói hay. Thì bà, con thấy bà ngồi ở đây á, đi ngang bà, qua. Bà kiếm sống nè, bà lãnh được mấy tháng rồi. Bây giờ chừng nào ấy ra lãnh nữa nè, 21 tây, 23 tây lãnh mấy tháng là 1, 2, 3, 4. Bà lãnh này là ai gửi cho bà? Là mấy ở xã đó cho bà. Cho bà cái phiếu này là đúng ngày đó, là 20 mấy cây là bà ra. Bà lãnh. Bà ngồi đây là bà có thấy nắng không? Hả? Bà ngồi đây sao bà không kiếm chỗ nào nó râm bóng? Không, nghèo phải chịu đựng rồi con. Nghèo quá rồi con gì vậy, nó theo quy vợ. Nó đòi, nó nói sao mà nghèo không chết. Bà uống miếng nước nha. Hả? Bà... thôi bà không uống đâu, để bà về nhà. Về nhà uống hả? Về nhà biết sao uống ra cái rồi cái bụng đá yếu nó mất tiểu hoài. Mất tiểu hả? Bà vậy con... thôi đi con. Con đã đây đi, lát bà đem về nhà bà uống. Ai nhà bà ở đâu? Nhà bà ở chùa Quyền Nghiêm. Ủa bà ở chùa bà... ừ bà không ở trước có còn cái trái. Còn cái gì chứ? Còn cái trái ở nghèo.
còn cái trái ở. Còn cái trái hả? Ừ, cái trái ngồi ở đỡ. Chứ giờ nghèo quá mà đâu có sữa, mưa dột ngậm phải lau. Bà đói bụng không? Không, bà cái, mới cái, ăn trôi cái, bà... cái đó là bà mua hả? Không, người ta cho. À, người ta cho hả? Người ta giàu có, người ta ngang, người ta thấy vậy khổ, người ta cho ăn khỏi mua cơm. Ở nhà bà cũng hết gạo rồi. Dạ. Dạ. Con cũng... bà con cũng cho bà. Dạ. Rồi thôi cũng, vậy. Cũng thịt nướng. Dạ dạ. Cảm... bà ăn được rồi, bà ăn liền cho nóng. Rồi thôi kệ đi, về nhà ăn. Cảm ơn con. Hai vợ. Hai vợ chồng. Hai vợ chồng phu quân với phu nhân. Hai hai. Con tình cờ đi ngang qua. À. Con là con thấy bà ngồi dưới nắng á, à. Với lại bà nở nụ cười, bà chào mọi người. Dạ đứng rồi vui. Vui. Mình nghèo chứ vui phải không nè? Biết sao không? Khương Dừa nó quay tao mà nó không có hồi âm. Khương Phương Dừa nó ở Hưng Long. Ủa, Khương Dừa cũng có quay bà luôn. Có quay ở ngay nhà thờ, trên nhà thờ. Có quay cho đội vậy nè, tôi đi trong quá ấy đây. Đội bánh ít. Đội bánh ít đi bán đúng không? Đó, 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 trên mạng đó, con có thấy không? Đã con hoài con kiếm cái clip đó rồi mình chèn vào đây. Đúng rồi. Nhưng mà bây cái... giờ là bà không có bán nữa. À. Cái người làm bánh là mất rồi. Rồi, à. rồi mốt đi, mốt. Mai nghỉ rồi mốt đi. Rồi đi cũng kiếm sống. Bà ở đó cũng như hồi xưa gánh nước mướn đồ này kia lên chùa đó 2.000 đôi. Gánh nước mướn hả? Gánh lên chùa chứ không phải xách từ thùng nha. Yeah. Mà ông thầy ông trên mắt ông nói là 2.000 mắc quá, 2.000 của mình á. Yeah. Ừ. Ông thầy ông kẹo lắm. Gánh lên lầu 2 mà nó trên mắt. Từ bên cư xá gánh về. Dạ hai. Bà có còn con cháu gì không? Con cháu đòi về quê trốn nợ có 2 triệu à. Mà nó nói thôi đừng bỏ dấu hỏi chấm xuống hàng. Nhỏ gái á, nó giàu mà nó không cho, thôi kệ đi. Còn cháu ngoại cô giáo nói ngoại về đi con cho ngoại tháng 1.500.000. Mà mẹ nó không cho. Mẹ nó không cho, có đứa con gái mới giả nữa. Còn con gái kia thì cô giáo. Được đứa cháu là cố. À. Thôi vậy cũng có cháu ngoại cháu cố là cũng là dùng. Rồi mà bên chồng nó cho mẫu, bên mẹ ruột cho mẫu trồng sen. Rồi đi dạy học, rồi chồng nó lặn nó trồng sen. Trồng sen. Ừ, trồng sen với cái ruộng đó. Dạ. À. Bà bao nhiêu tuổi rồi? 83 đó, có giấy tờ nè, lĩnh tiền nè. Lát hồi về ghéo coi chừng nào lãnh. À. Nếu mà có tiền thì để 2 tháng lãnh cũng được. Vậy là bà vẫn ở đây đúng không? Để bà lãnh tiền. À, bà lãnh để ở ngân hàng ở gian chủ xe cảng á. Dạ. Đó là người ta giao tiền lên đó rồi người ta nói vậy đó, bà muốn chừng nào rút bà rút đi. Rồi tiền đó là người ta gửi ngân hàng hết rồi, bà ra đó bà rút. Dạ. Hổm lãnh được mấy tháng. Lãnh mấy 400 mấy. Một tháng được 400 mấy á cả nhà. Là tháng 400 mấy. Dạ. Dạ, cũng được. Bà có bị đau đau xương, đau khớp gì không? Đau mà qua đi cà nhắc nhưng mà kể gán chứ giờ làm sao giờ. À. Con bà nó theo quê vợ nó nói à, không chết đi, chết làm sao được. À. Khó chết luôn con. Nếu mà chết là cái đất này ai cũng chết là lặng lặng thinh hả? Bà, vắng lạnh. Bà nói chuyện kiểu lạc quan luôn á. cái giỏ này là lát bà đội đầu hả? Dạ, bà. Hay là bà sách? Bà không, bóng bánh đó, bà để vô bà đội đó. Đội đầu hả? Đội đi vòng vòng rồi Khương vừa quay đó. Cái bánh này, giỏ này lúc trước bán bánh ít đúng không? Bánh ít rồi người ta gói với bánh tre, cái gửi lên bà. Rồi bà đi đổi vòng vòng đó, Khương Dừa nó quay đó. À, trên mạng á, con dạ. Có thấy. À, cảm ơn. Mà bà ngồi đây tới mấy giờ? Ngồi đây tới chiều luôn. Rồi. Thì chạy đi. Rồi, chạy đi.
Hồi xưa bà cắt lúa đó, một quá đĩa đeo, bà đâu có sợ. Một quá bây giờ tụi Nhật nó qua cấu suốt hết, giao cho ruộng, cho giao lúa cho chủ, rồi chủ muốn bán là bán, nó sấy cho khô rồi, nó bán, vậy đó. Nhà thấy bà hoàn cảnh nói chung cũng có con cháu, nhưng mà bà cũng không có muốn về quê. Sống buồn lắm, lạc quan một mình. Cho nên là bây không giờ nhờ ngồi ai. Đây là góc ngay đường số 1, đúng số rồi. 6. Rồi con trai nó theo quê vợ, nó nói sao không chết đi. Chết sao được, nó chết là cái đất này lạnh. Chào, bà chào. Hay, bà cũng nói chuyện từ hay, nhưng mà nghèo, nói thông thạo ha, vui vẻ nha. Con nghĩ là giấc trưa bà nên đi ăn nè, rồi đi kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi, chứ bà ngồi như vậy là... Thôi kệ đi, bà ngồi chút rồi. Con à, bà ngồi đi, bà kiếm chút đỉnh rồi mốt đi bán rồi. Dạ. Cũng ngày mai người ta chôn rồi mốt đi, mà hai vợ chồng nó cũng nghèo. Thằng em chết rồi, mới 3 tháng ngày nay thằng anh chết nữa. Bị máu nhồi cơ tim, mệt quá, tắm xong rồi làm mệt rồi người ta đưa vô nhà Khương khám mà bị đột quỵ. Dạ. Đột quỵ chết. Bây giờ tương lai bà có tính là bán món gì khác không? Bán tiếp chứ, làm thì giờ già rồi, bán tiếp con. Hai vợ chồng con làm gì? Vợ chồng con là đang làm YouTube. Hả? Con làm YouTube là làm về một cái mạng xã hội á. Dạ. Vậy cũng được đi, hay có học cao mà có cái khiếu. Dạ. Công nhận không? Con cũng không dám nhận, con cố gắng mỗi ngày thôi. Cố gắng làm đi con ha. Dạ. Rồi còn con cái rồi nữa, phải không con? Phải lo. Nhưng bà ngồi, nói chung bà xin tiền. Cái ơi. Nhưng mà bà, mình nhìn thì mình cũng không biết là bà xin tiền luôn á. Mình chỉ thấy bà ngồi và với một rổ thôi, mới đầu con tưởng bà bán đồ ăn nữa chứ. Không phải, bà bán ít mà mốt bà mới bán, được không? Mốt bà bán ở đây luôn. Mốt bà để gỗ đây. Bà bán ở đây luôn ha. Thì khi mà mình lên clip này á, mong có gì cả nhà ghé qua để mình mua cái ủng hộ cho bà một cái bánh. Ngày mốt. Vui vẻ nha. Dạ. Rồi con. Dạ, con gửi bà. Rồi bà. Cảm ơn con. Dạ. Chúc cho con hai đứa được làm có tiền dư vốn chút đỉnh đang gần. Dạ. Thằng con trai gì nó có dư, nó cưới vợ mấy cây mà nó theo với vợ, nó đâu có lo cho mình, nó còn nói bà nghèo quá bà chết đi. Hay bái khổng mà mình đâu có giận mình. Nếu mà chết được thì mình niệm Phật chết rồi đúng không? Phải chết là trái đất này đỉnh lùng, phải không con? Dạ. Vắng bóng người qua lại, công nhận không? Vui vẻ phải không con? Bà, con xin lỗi con hỏi chứ bà tên gì? Hả? Bà tên gì? Tên Trần Thị Trang. Trần Thị Giang. CH A Trang Gia Trang. À, Trần Trang. Trang là nước mắt. CHAN đúng không? Trời, CH anh ghê đó. Là Trần Thị Trang. Như là chứa chan á, chứa chan đó. Chứa chan là ngồi buồn, chan chứa nó chảy xuống nước mắt. Nước bà là thứ mấy? Bà thứ tư chan. Bà tư cô đơn. Bà tư cô đơn. Dạ chồng chết rồi. Chồng chết rồi. Hay, bà tư cô đơn. Bà cả nhà nhìn nụ cười của bà khi mà đi ngang qua cười chào với khách đó, nhìn rất chào khách cho vui. Ha, chứ có gì để không phải không con? Dùng hồi nãy mình hai đứa mua cho bà thêm một cái nón nữa. Mà con thấy là bà có sẵn cái nón rồi. Vui vẻ. Con cũng chúc bà sức khỏe nha. Cảm ơn con. Thì cũng mong là sẽ có một cái chỗ nào đó để bà bán hơn. Thôi kệ đi. Hồi xưa bà cũng cực dữ lắm. Dạ. Bà cắt lúa đĩa mà nắng bó lợi cho người ta đem về đạp trâu. Nhưng mà giờ hết rồi. Bây giờ tụi Nhật qua cấu xuống cái giao cho chủ ruộng. Dạ. Rồi hai đứa đi để nắng. Cảm ơn con. Cảm ơn bà nha. Vui vẻ nha. Vui vẻ nha. Vậy bà uống nước nè, bà ăn rồi, cái món người ta cho nha. Rồi cảm ơn con. Rồi hai đứa đi làm kiếm tiền để dư chút đỉnh nha con. Dạ.
Một lần nữa đây là đường số 1 và đường số 6 nha cả nhà. Ở ngay đây là khúc đường chữ T trên trán là trên hết nha con. T hả? À. T là gì bạn? Hả? Chữ T là cái gì? Chữ T là tiền á. Tiền là cái chi mà ai cũng lùng quét. Con nhận không con? Dạ. Sức mạnh của đồng tiền. Sức mạnh của đồng tiền đó, vui vẻ phải không? Bà ngồi ở đây là bắt đầu từ mấy giờ bà bán? Ví dụ mà sau này bà bán là bán từ mấy giờ? Bà bán rồi bà đổi đi là mấy chục năm rồi. Hồi trời nãy gặp ông quen, ổng cho 100. Ông quen. Ông quen, ông khách quen. Quen, ổng nhớ là bà là bán bánh ít. Bà ba, bà ông bà bán mấy chục năm. Nhớ bà trước chữa tháp dòm qua là nhà bà. Dạ. Bà ở gần nhà bà chạo tôm là ở dưới vùng Minh mình đó, hồi xưa đó bà ra quán nhậu của bà Râu, con nhớ không? Dạ, con không biết. À, con không biết quán nhậu của bà Râu. Ý là bà bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ 6 giờ. 6 giờ sáng bà ngồi đây rồi? Rồi ngồi đây. Tới mấy giờ? Rồi tới trưa ế cái bà đợi đi. Bà đợi đi chỗ khác. Rồi đợi đi vòng vòng cái người ta vào á, ta thấy ta mua giùm. Thì nói chung bà ngồi đây là từ 6 giờ sáng cho tới khoảng giấc trưa á. 9 10 giờ cái bà đi. Giờ, đó là bà đi. Ở đây là ngay đường số 1 và đường số 6 ngay cái đường số 1 Minh Quân. Dạ. Đó phòng ngủ Minh Quân. Đông B, quận Bình Tân. Đó thì thôi mình cũng giới thiệu để cả nhà biết hoàn cảnh của bà, và nếu mà có tình cờ đi ngang thấy bà thì mình ủng hộ bà một phần đồ ăn. Cảm ơn con. Cảm ơn bà nha. Chào bà cũng đi nha. Chào ai con. Hai đứa vui vẻ nha. Vui vẻ. Chào bà.